Nghe hơi khó tin đúng không? Làm thế quái nào mà 8 cái miếng nhôm đơn giản như thế này là có thể cải thiện được độ cứng của khung xe? Nếu chi phí gần 20 triệu để thay cả bộ lớp trong mâm 18 inch của VinFast lớp A làm bạn sang chấn tâm lý. Hey, mình rất vui giới thiệu với các bạn lựa chọn lớp thể thao với mức giá siêu siêu mềm đến từ Kumho. Và đây là Kumho Extra BS31 có mức giá chỉ khoảng 3 triệu đồng một cái lớp, tức là nó bằng phân nửa so với lớp theo xe VinFast lớp A. Trong giải sản phẩm của Kumho thì BS31 được định vị là lớp thể thao Ultra High Performance chung phân khúc với loại Michelin Pilot Sport 4 hoặc là 4S. Tuy nhiên đặc tính của BS31 nó sẽ gần giống với loại 4 hơn là 4S, bởi vì nó sẽ hy sinh một chút cái độ bám đường so với loại 4S. Bù lại nó sẽ êm và ít tiếng ồn hơn. Về độ ồn thì Extra BS31 nó không thể nào êm tai một cách xuất sắc được như là Michelin Primacy 4 theo xe VinFast lớp A. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, bởi vì khả năng cách âm của VinFast lớp A nguyên bản đã rất xuất sắc rồi. Và trong các dòng lớp thể thao thì Extra BS31 cũng thuộc diện ít ồn nhất. Với định dạng gai lớp định hướng thì BS31 nó sở hữu khả năng thoát nước rất là tốt, cũng như là nó cung cấp cái khả năng bám cho đường ướt rất xuất sắc. Ngoài ra là cái khối gai trung tâm của nó lớn, thế nên là nó cũng cải thiện thêm cảm giác đầm chắc của vô lăng khi chạy tốc độ cao. Nói chung, Extra BS31 nó có hầu như tất cả mọi tiêu chí mà chúng ta tìm kiếm ở Michelin Pilot Sport 4, nhưng ở tầm giá rẻ bằng phân nửa. Thế nên, nếu các bạn thấy chi phí gần 20 triệu đồng để thay một bộ lớp cho VinFast lớp A là quá mặn, thì đã tới lúc các bạn thử qua Extra BS31. Hi, xin chào các bạn. Đây là món đồ chơi khá là thú vị cho chiếc Aisa của mình. Mình mua nó đã hơn nửa năm rồi và giờ mới có thời gian đi gắn. Nó là cái món lông đền để gia cố khung cho chiếc xe thêm chắc chắn. Và mình đọc quảng cáo trên mạng hay là những review của những người đã từng gắn cái món này rồi á, thì họ chia sẻ rằng cái món lông đền gia cố khung này có thể giúp cho khung của chiếc xe thêm vững chắc, và từ đó nó cải thiện độ êm của chiếc xe và làm cho chiếc xe giảm ồn. Nghe hơi khó tin đúng không? Làm thế quái nào mà 8 cái miếng nhôm đơn giản như thế này là có thể cải thiện được độ cứng của khung xe? Ok, không sao. Bây giờ mời các bạn đến với phần nguyên lý hoạt động của cái miếng đệm gia cố khung đến từ hãng Super Rigid này. Theo Super Rigid hay là hãng Spoon, đó là hai thương hiệu chuyên làm cái miếng đệm gia cố khung cho xe á, thì trong cái quá trình sản xuất những cái mẫu xe phổ thông mì ăn liền, ví dụ như là chiếc Vios này, hãng Toyota hay là những cái hãng phổ thông khác họ sản xuất xe hàng loạt á, thì họ muốn đẩy nhanh cái tốc độ sản xuất xe lên. Thế nên là sẽ có một vài cái khiếm khuyết ở trong cái khung xe mà họ không nói cho các bạn biết thôi. Đây, nhìn kỹ ở đây nha. Thì cái phần chassis này là cái phần khung chính của chiếc xe, còn subframe đó là cái khung phụ. Nhìn ở bên dưới nè, cái khung phụ là cái phần này, cái phần chữ X này nè, các bạn thấy không? Thì nó sẽ được gắn bắt vào cái khung chính của chiếc xe thông qua những cái con ốc. Đó, bốn cái điểm ốc này. Mà các bạn nhìn kỹ cái hình ở trên nè, các bạn sẽ thấy là cái con ốc chúng ta bắt vào á, thì cái ren nó bắt vào trong cái phần khung chính phía trên nó mới cố định thôi. Còn cái phần thân ốc với lại cái khung phụ á, các bạn thấy là nó có cái khoảng trống như thế này. Thì chính những cái khoảng trống này nó sẽ làm cho cái khung phụ nó sẽ bị dịch chuyển qua lại, nó có một cái độ rơ khi mà xe chặt cua hay là hoạt động ở những cái điều kiện nó ép cái xe nhiều á, thì có thể là cái phần khung phụ subframe này nó sẽ dịch chuyển ở bên dưới, nó không có được bắt chặt đồng bộ với lại cái khung chính bên trên. Thế nên việc chúng ta bổ sung những cái lông đền, những cái đệm gia cố khung ở phía trên và phía dưới này với mục đích là nó sẽ cố định cái khung phụ đồng bộ với lại cái khung chính phía trên, và giúp cho cái xe nó không có cảm giác bị rơ khi mà chúng ta chặt cua, xào chẻ hay là ép cái xe nó tới giới hạn. Từ đó, với cái nguyên lý này nó sẽ giúp cho cái xe phản ứng được nhanh nhạy hơn, chính xác hơn, bởi vì nó ít độ rơ mà. Và ngoài ra cái việc gia cố khung xe cứng hơn, vững hơn á, nó cũng sẽ giúp cho cái xe của chúng ta đỡ ồn hơn. Nguyên lý rất là đơn giản, độ ồn gây ra là do cái xe bị rung động nhiều, mà bây giờ chúng ta làm cho cái xe nó vững, nó ít rung thì nó sẽ ít ồn vậy thôi. Nghe rất là đơn giản đúng không? Ok, thôi bây giờ mình sẽ cho cái xe mình lắp cái bộ đệm gia cố khung của Super Rigid vào và mình sẽ chia sẻ cảm nhận thực tế như thế nào.
một bộ đệm gia cố khung cho chiếc Vios mã NCB42 của mình á. Nó sẽ có 8 cái miếng đệm như thế này, thì 6 miếng đệm cho phía trước, còn 2 cái miếng đệm lớn là cho cái dầm cầu phía sau. Mình đã lắp cái miếng đệm gia cố khung vào xe rồi và cái thao tác lắp nó mất đâu đó khoảng chừng 1 tiếng là xong hết. Thì bây giờ là khoảnh khắc của sự thật đây. Rất là hồi hộp luôn, không biết cái miếng đệm gia cố khung này nó là một cú lừa hay là một món hời. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử luôn. Thật ra mình cũng muốn chia sẻ với các bạn điều này là chiếc Aisa, chiếc Vios này của mình á, mình cũng đã gia cố khung xe rất là cứng rồi, bằng những cái biện pháp như là gần như là full cái bộ thanh dằn và cả cái khung chống lật cho xe luôn. Thế nên kiếm được cái điểm khác biệt sau khi mình lắp cái đệm gia cố khung á, nó cũng sẽ rất là khó đây. Nhưng mà không sao, mình sẽ trải nghiệm nó qua nhiều dạng địa hình. Đầu tiên là với cái khung đường khó nè, thì cái điểm đầu tiên mà mình thấy á là ok, nó giảm cái rung động truyền từ bánh xe lên, có thể cảm nhận rõ luôn. Trước đây nha, trước khi mà lắp cái đệm gia cố khung gầm á, thì đi qua những cái đường xấu như hồi nãy á, là cái thanh chống lật này nè, nó sẽ bị cạ vào cái tấm ốp phía trên và nó tạo ra cái tiếng cạch cạch. Còn bây giờ sau khi lắp cái đệm gia cố khung vào thì không còn cái tiếng đó nữa. Và điều này chứng tỏ cho chúng ta biết rằng là cái miếng đệm gia cố khung phần nào nó có hiệu quả nha. Nó giảm được cái độ rung. Về độ ồn thì bây giờ mình sẽ chạy nhanh hơn một chút. Nghe tiếng máy không à, cũng đỡ được khá khá cái phần tiếng treo cũng như là tiếng lớp nó vọng lên một chút thôi, không phải là quá nhiều. Bởi vì như hồi nãy mình có chia sẻ là chiếc Vios, chiếc Aisa này mình đã gia cố cái phần khung xe rất là chắc chắn rồi. Về phản ứng khi vào cua nè, có sự chính xác hơn các bạn, có sự chính xác hơn. Mà thích nhất là khi mà vào những cái gờ á, nó dập tắt rung động liền, ngon. Cảm giác cái xe nó mượt hơn, nó xử lý những cái dao động như mặt đường nó tinh tế hơn, nó không có bổ bã như xưa nữa. Các bạn thấy rõ không? Bây giờ nè, hồi xưa á, cái khung chống lực này nó dao động rất là nhiều nha. Mà bây giờ các bạn ha, vừa qua cái gờ các bạn thấy không? Nó không hề chạm vào cái ốp phía trên. Ngon. Mấy chục đô thôi nhưng mà như thế này là mình thấy hiệu quả cũng ok đấy. Rồi trở lại câu hỏi ban đầu là mình thấy cái món đệm gia cố khung này nó là một cú lừa hay là món hời, thì cho tới thời điểm lúc này mình không hề thấy mình bị lừa chút nào cả. Nhưng mà để nói nó là một món hời thì cũng chưa đúng. Tuy nhiên mình vẫn nghĩ rằng cái món này nó chơi được, nó xứng đáng. Bởi vì rõ ràng là nó có cải thiện trên chiếc Aisa Vios của mình. Mặc dù là mình đã gia cố khung chiếc xe rất là vững rồi. Đấy, nó vẫn có giúp cho cái khung chống lật này rõ ràng là nó ít rung hơn, nó ít tạo cái tiếng cạ kêu lọc sọc hơn. Và mình thấy chỉ cần nhiêu đây thôi là đã đáng giá rồi. Ngoài ra là nó cũng giúp cho chiếc xe của mình nó phản ứng lanh lẹ chính xác hơn. À rồi, ok, như đó là quá được với mình. Còn trường hợp với những mẫu xe phổ thông mà sản xuất theo kiểu fast food để nhanh tốc độ á, thì mình nghĩ là cái món đệm gia cố khung này nó sẽ còn cải thiện nhiều hơn nữa so với lại cái xe của mình. Rõ ràng các bạn thấy cái nguyên lý hoạt động của nó rồi đó, nó hợp lý về mặt vật lý. Trong cái quá trình mà sản xuất xe thì các nhà sản xuất họ sẽ cắt giảm những cái thao tác hay là những cái vật liệu nhiều nhất có thể để tối ưu hóa lợi nhuận của họ. Thì bây giờ chúng ta khắc phục những cái khiếm khuyết về cái phần khung xe đó bằng cái đệm gia cố khung này, nó sẽ giúp cho chiếc xe của chúng ta ít bị rơ, giảm được cái độ rung. Mà từ giảm độ rung thì xe nó sẽ êm hơn, ít ồn hơn. Và đặc biệt là cái món này có mấy chục đô và chưa tới 100 đô nữa, thì mình nghĩ là các bạn thử được, cứ thử đi, không bổ ngang thì cũng bổ dọc, nó đâu có làm hư xe các bạn đâu. Đấy, vậy nha, xin cảm ơn.